gì vậy con? Có cái tên biến thái kia vừa mới chọc ghẹo con xong. Nó đi rồi hả con? Đi rồi mẹ. Con gái á, đi ban đêm ban hôm phải cẩn thận nghe không con? Dạ con biết rồi. Con về thăm mẹ con rồi chứ? Dạ mẹ con nói là sắp bán nhà rồi. Ồ. Kêu con á, là tự lo đi. Khi nào mẹ chuyển chỗ khác thì báo cho con biết địa chỉ sau. Vậy hả? Ừ. Ờ. Nhìn mẹ sao thấy rầu quá vậy? Mẹ hả? Mẹ có cần con giúp hay đưa ra ý tưởng gì nữa không? Mẹ nói nghe nè. Dạ. Giả sử mẹ muốn coi lén điện thoại của anh Trường con, chút xíu thôi, mẹ phải làm cách nào con? Xem lén điện thoại à? Chỉ là mẹ muốn kiểm tra sơ thôi, chứ không làm gì quá đáng đâu. Điện thoại thông minh bây giờ á thì phải mở khóa bằng mật mã. Với lại đó là vật bất ly thân của mỗi người. Mẹ suy nghĩ nát nước luôn mà chưa tìm ra cách. À, có rồi. Sao? Con nói mẹ nghe coi. Nhưng mà cái đó có hại không con? Không có hại gì đâu mẹ. Chỉ cần chợp mắt một chút xíu thôi là mẹ có thể thực hiện xong mục đích của mình rồi. Chắc đành phải vậy thôi. Để mai mẹ nghiên cứu rồi mua cái đó. Dạ. Cô mời ăn luôn nha. Ủa mẹ, vô ăn cháo luôn mẹ. À, con ăn trước đi, mẹ ăn sau ha. Dạ. Số vậy thì làm sao biết được số thiệt của người gọi? À, được rồi, để mẹ. Có lẽ đây chính là tên ẩn danh rồi. Làm sao để biết được nó là ai? Có người gọi anh Trường kia. Là nó. Mẹ không nên nghe đâu. Mẹ làm cái gì con vậy mẹ? Mẹ tính thử nghiệm thuốc ngủ mới coi nó sao. Cái gì? Mẹ thử nghiệm thuốc ngủ mới hả? Mẹ có một bà bạn. Bà có đứa con nghiện nặng lắm, con biết không? Mỗi lần lên cơn á là đập phá đồ đạc, nhiều khi nó muốn giết luôn bà.
Thấy thương bà quá à, cho nên á mẹ tính kêu bà sử dụng thuốc xịt này nè để cắt cơn cho thằng nhỏ. Nhưng mà trước khi sử dụng phải thử, cho nên mẹ... Mẹ biết làm như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Mẹ không biết, xin lỗi con. Mẹ kiểm tra điện thoại của con. Mẹ quên nữa, hồi nãy có người gọi đến, mẹ tính nghe giùm con nhưng mà mẹ không biết sử dụng. Mẹ đưa lại cho con nè. Mẹ không dám động chạm gì tới điện thoại của con đâu. Mẹ xin lỗi con nha. Trường, con thấy trong người con sao rồi? Hay nghỉ ngơi chút đoạn cháo nha. Mẹ mua loại thuốc gì mà mau tỉnh quá vậy? Thì mẹ mua loại con nói chứ loại nào. Nhưng mẹ chỉ xịt một ít thôi. Mẹ sợ xịt nhiều quá ảnh hưởng tới thần kinh của thằng Trường. À, tôi nghe. Sao vừa rồi con không nghe máy? Lúc nãy tôi đang ăn sáng, đeo qua điện thoại trong phòng. Đó không phải là cách làm việc của cậu. Tôi sơ ý, xin lỗi. Mọi sự sơ ý đều là nắm mồ chung sống anh em tụi mình. Tôi biết rồi, tôi hứa sẽ không để chuyện này lặp lại. Nói dấu số như vậy thì biết đường nào mà lần. Mẹ ơi, con đi mua cá nha mẹ. Mẹ. Hả? Con qua kia mua cá nha. Đi đi con. Lựa con cá bự bự để nấu canh và kho luôn nha. Dạ. Lấy cho em con cá này nha chị. Mua nguyên con hay khứa ra vậy em? Dạ có, chị khứa ra giùm em đi. Chào em. Anh làm gì vậy? Tự nhiên sợ món người ta. Dòng đời sẽ xoay ta theo hướng nào, dòng đêm mù khơi cả mấy giang giang quê.